Vì số lượng VOD các bạn gửi về cho mình khá là nhiều, nên mình sẽ làm một series riêng về mảng này. Mình sẽ bắt đầu từ bạn này vì VOD này ở một mức ranh phổ biến và có nhiều vấn đề. Trong VOD sẽ có rất nhiều lỗi mà đồng đội mắc phải, nhưng mình sẽ chỉ tập trung vào POV của bạn viewer và chỉ ra đâu là thứ mà bạn có thể làm tốt hơn. Bắt đầu về đội hình thì cả hai đội đều không có Sova, một thiếu sót khá là lớn ở map này. Nếu đồng đội chơi Bridge, mình sẽ thích chơi Duelist kiểu lao vào hơn vì khả năng giữ chân của Bridge rất mạnh. Đội hình tiêm địch là đội hình thủ yếu vì họ không có Sentinel mạnh để chống rush. Hai bên pick theo sở thích khá là nhiều nên đòi hỏi phải đấu tay tốt. Vào phần game đấu, vì mình rất hay để ý map nên mình nhận ra ngay là bạn đang không bật chế độ khoảng nhìn trong bản đồ thu nhỏ. Nó sẽ khiến bạn khó để ý được đâu là góc đồng đội chưa clear và đôi lúc có thể dẫn tới trường hợp không check hết góc. Ở giai đoạn pre-round, các bạn phải xác định là đánh nhanh hay chậm, gây động hay không. Mà muốn xác định thì chúng ta phải nói, phải call thứ mà các bạn đang thiếu ở đây. Vì không biết đánh nhanh hay chậm, Bridge không stun B-man, Reyna thì không flash, hai quả flash mạnh nhất thì lại chạy ra ngoài mid. Bạn thì cầm smoke, không trong tư thế đổi mạng. Suy ra không có một tí áp lực nào lên đối phương, nên đối phương free shot là chuyện bình thường. Đây là tác hại rõ ràng nhất của việc không giao tiếp và không có một in-game leader. Bạn chỉ cầm smoke lên khi bạn quyết định sẽ vào side hoặc rớt vào một khu vực nào đó. Các bạn quyết định chạy ra mid. Khi Phoenix bị lộ, bạn nên smoke city lại ngay lập tức để Phoenix có thể tự tin dạt ra hơn. Phoenix hay Reyna đều phải bớt thời gian kê lại city. Nếu bạn không smoke, dẫn tới việc pick hay đổi mạng cũng khó và thiếu tự tin hơn. Nói một chút, để những ai trong trường hợp Phoenix và Reyna thì nên back về short đánh mid vào A. Bạn không nên băng qua smoke vì đối phương kê trước cũng không có smoke clear góc, nên chuyện hai người nằm lại chỉ đổi được một cũng không có gì bất ngờ. Từ đầu tới cuối, mình thấy team địch chỉ lộ có 4 người, mid không có trap, bạn và Bridge cầm dao chạy vào A là spike. Mình không biết sự tự tin này ở đâu ra, nhưng mình chắc chắn là chamber AFK, nếu không thì bạn đã nằm xuống ở ngay đoạn này. Khi bạn không thấy ai đó trên bản đồ, điều đó nghĩa là họ có thể ở bất cứ đâu. Mình không khuyên băng qua smoke trong trường hợp này, vì timing bạn băng qua smoke trễ hơn timing địch bắt về A. Như mình đã nói, bạn làm được những việc như thế này với địch ở tầm trình độ này. Nhưng khi bạn lên mức rank cao hơn, bạn sẽ phải trả giá vì một số thói quen xấu này. Và chỉ một vài round nữa, bạn sẽ thấy ngay tác hại. Ở round anti-eco, đi chung với nhau như thế này là tốt. Tránh đi lẻ để lỡ rớt ra mấy khẩu súng to thì rất dễ bị lật kèo. Đoạn này smoke xong thì bạn nên ra hẳn giữa đường để kê, vì chính quả smoke này đang chặn tầm nhìn của bạn. Có thể sẽ hạ được omen nhanh hơn, xếp được nhiều súng cho đồng đội hơn. Đây là round bonus, vì không ai call nên đội hình sẽ khá là rời rạc. A gây động, mid smoke thì địch sẽ có xu hướng clear B để bắt về hỗ trợ. Bạn không nên gây động ở B-man, vì có thể địch sẽ cố đẩy ra kiếm thông tin. Từ đó bạn có thể bắt được người nếu họ đẩy ra check. Cơ mà ngay từ đầu, bạn không nên là người kê móc ở B. Smoker nên đi theo người cầm spike, hoặc chính bạn là người cầm spike và đi cùng team. Vì khi bạn smoke để công site, trái spike cũng nên đi theo để tiện đặt và cũng có thể smoke được những vị trí quan trọng cho đồng đội. Chính vì vậy mà bạn không ở vị trí đổi được mạng Omen pha này. Cũng như ngoài tầm smoke cho Reyna và Bridge, Bridge và Reyna vào chai không có smoke và đi một sải. Bạn thì lộ ngoài mid, round này gần như là hết cú. Khúc này bạn có vẻ hơi thiếu tập trung, tại vì Reyna và Bridge vừa công vào từ main mà bạn lại tốn mất hơn 10 giây để chết tại nơi đã clear rồi. Vì sợ có ai đó nên bạn cũng smoke chậm, khiến cho Gecko đẩy ra và bắn Reyna thấp máu. Vì tốn hơn 10 giây đó nên bạn không ở vị trí đổ mạng tốt hơn và bảo vệ được cho đồng đội, dẫn tới round thua này. Ở round 3-1 full buy, bạn bị troll mất một lúc ở đây khi đồng đội đang nhặt orb. Bạn không bắn flash và ra đổ mạng trễ, may là team địch bắn lỗi. Đoạn này bạn nên ở lại kê smoke, market hoặc check stair vào site. Nhớ có một người ở stair hạ đồng đội bạn trong site, rồi bạn bắn qua smoke vào city rồi bị hạ gục như thế này, bỗng nhiên tình huống sẽ trở nên xấu hơn hẳn. Đây là một ví dụ trả giá điển hình khi bắn qua smoke không có thông tin. Ở một số round có thể thấy rõ việc bạn tốn hết smoke sớm nhưng lại không công sai, smoke một vài quả hơi 3 chấm. Còn hơi thiếu tập trung như pha này không smoke CT lại cho đồng đội, hoặc pha này không smoke lại main trước khi pick. Tránh việc smoker pick chay ra mid như thế này, spam smoke rồi đứng giữa đường gài đạn khi không ai kê. Tận 2 lần, tránh overheat và tập trung hơn vào tình huống như ở pha này, không quay lại nhà spike mà lại lao lên heaven định đẩy, một thói quen mà bạn liên tục mắc đi mắc lại nhiều lần. May là Gecko bắn chớ, không là lại có một pha trả giá điển hình. Mình sẽ quay lại bên phòng thủ vào phần 2, vì clip tới đây cũng khá là dài rồi và phòng thủ thì có nhiều điều để nói hơn nữa. Nếu mọi người yêu thích series này thì cho mình xin ý kiến dưới phần bình luận để tiếp tục các phần sau nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. See ya.